Xin chào các bác nhé. Hôm nay có tí Amber Man vào rồi, mặt hơi đỏ. Hôm nay em sẽ tối nay em sẽ có event tặng bổ cho anh em nhá. Thì trong tối nay chắc chắn là từ tầm độ 7 giờ đến tầm độ 8 giờ em sẽ có event tặng bổ cho anh em. Thì những anh em nào mà trước mình được tặng rồi á thì thông cảm cho mình, vì là nếu anh em đó mà bình luận được trước mà có nghĩa là bình luận trước mà nhận nhận rồi nhận được quà mình tặng rồi thì anh em thông cảm, vì là rất nhiều người người ta muốn được tặng đó. Thì những anh em được tặng rồi thì thông cảm cho mình nhé, là mình khi có kể cả anh em là bình luận đầu tiên em cũng sẽ không tặng cho anh em được tặng rồi. Hôm vừa rồi em tặng Hưng Yên à, Hải Dương là được một cậu được hai con, có nghĩa là lần đầu tiên được một em và lần sau được một em, nhưng lần này em sẽ tặng, em sẽ không tặng cho anh em được tặng rồi nhé, em tặng cho những anh em là bình luận đầu tiên và được chưa được tặng, miễn là phải có xe chạy qua anh em nhé. Nếu mà bình luận không phải đầu tiên đó, thì là em sẽ có nghĩa bình luận đầu tiên mà không có xe thì em sẽ người là lấy người thứ hai, người thứ hai không có xe em sẽ lấy người thứ ba đó, có xe chạy qua em sẽ tặng cho anh em đó. Thì tối nay em sẽ làm event tặng chim cho anh em, rất mong anh em ủng hộ và đăng ký kênh để nhận những chú buổi hay nhất và xem những video hay nhất của mình đó. Thì tối nay em sẽ event tặng chim cho anh em, tại vì là thực ra là rất nhiều anh em không có điều kiện, không đủ điều kiện để mua một em bổi về chơi, thì em sẽ lại tặng event tặng bổi cho anh em đó. Thì tối nay anh em đăng ký để nhận những video nhá, những video tiếp theo của em và xem cho nó đã mắt thôi, chứ thực ra không cần anh em phải bỏ đồng tiền ra để mua, mà là anh em xem đã mắt thôi và ủng hộ kênh của em thôi. Còn tối nay từ 7 giờ đến 9 giờ anh em có thể trực điện thoại để khi em đăng tặng thì là em sẽ ghi là tặng bổ cho anh em, làm event tặng chim cho anh em. Thì rất mong anh em ủng hộ nhá. Đó, em lại nói lại lần nữa này, có tí dẹo nói nó không được lưu loát cho lắm, anh em thông cảm. Vì là khi mà em tặng bổ cho anh em thì những anh em nào mà được tặng rồi, trước em được tặng rồi, em tặng được nhận rồi thì thông cảm, vì là rất nhiều anh em chưa được bổ em tặng, và trong khi đó rất nhiều anh em không đủ điều kiện, như kiểu học sinh sinh viên chẳng hạn, không đủ điều kiện để bắt một con bổ, thì em sẽ tặng ai bình luận đầu tiên anh em nhé. Bình luận đầu tiên là cái khi mà em vào máy của em sẽ biết bình luận đầu tiên, em sẽ sắp xếp người nào bình luận sớm nhất và bình luận muộn nhất thì em sẽ biết bên dưới, thì em sẽ làm công bằng cho anh em, chứ không phải là em thích chọn ai chọn đâu, mà là người bình luận đầu tiên. Hôm trước video tặng đợt trước là em cũng có nói với anh em là phải vào đúng kiểu là gọi đại loại là vào là cái sắp xếp người bình luận là vào cái gì hàng đầu, có nghĩa là vào đấy thì mới biết được đó anh em nhé. Thì đúng từ 7 giờ đến 9 giờ em sẽ làm event tặng bổ cho anh em nhé, tặng bổ cho anh em, rất mong anh em ủng hộ kênh, rất mong anh em ủng hộ kênh của em. Và không cần anh em phải ủng hộ mua bổi, mà chỉ cần anh em xem thôi, xem là rất cảm ơn anh em rồi. Và đăng ký nhớ bấm cái chuông bên dưới nhé để nhận những video tiếp theo của em rồi. Ok, xin cảm ơn anh em, chào anh em, hẹn anh em clip tiếp theo nhá, tối nay nhá, hẹn em tối nay nhá. Ok, có tim men rồi nên nó hơi mặt đỏ, chào anh em. Ok.